mùng tươi. Mùng tươi. Được, cái này tao khoái luôn nè, cái này là cái ớt hiểm nè. Ớt hiểm đấy. Trời ơi mọi người, cái ớt hiểm nè. Ừ. Đó. Có mình mùng tươi lá nha. Trời ơi, nó dập luôn. Cái mùng tươi này quá trời lá không? Ừ. Thôi cái kiểu này là nấu canh suốt mùa luôn. Đúng không? Chú ớt hiểm. Ớt hiểm. Còn bên này lá chanh này, lá chanh này. Cái lá chanh này. Đấy, còn trong này chú biết cái trong này cái gì không? Chuột gà. Ồ, vậy hả? Đấy để coi mọi người thấy chưa thấy gà đâu, thấy chưa coi coi. Này có cửa vô kìa. Ừ. Còn cái dừa trái này. Chi chít luôn. Chú biết cái vườn này cái vườn cây gì không? Cây bồ ngót. À đúng rồi, bồ ngót, đúng rồi, chính xác. À, đi đi. Trời đi. Ơi. Đống kia có đống xả nữa kìa. Xả. Xả. Vậy đi 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 đi. Đi đi mấy chục năm rồi cũng biết hết luôn hả? Quay cho mọi người thấy đi lên Tây Ninh nhá, thấy làng quê Tây Ninh thế nào. Đầy đủ khoai môn rồi bạc hà. Ai ở bên Mỹ mà quê Tây Ninh nhớ like cho xin một like nha. Xin một đăng ký kênh nha. Đây mùa mưa cỏ nhiều mọc nhiều quá. Còn bên kia đây. Mấy cái mít. Cái mít sau này này. Quá đi, trời. Đi 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 đi. Tiếp. Đó rồi. Dài lắm. Dài lắm rồi ra nước nhạt rồi sao đi, đi, đi lối này đi lối này này. Lối này xa sau để thấy mấy có bữa con trồng mấy cái bữa con trồng mấy cái tre. Cái tre lấy măng á. Trồng mấy cái tre mỡ. Rồi sao đi. Được, cỏ này đi đạp hết đạp đó, ngành á. Trời ơi. Hôm nay mấy đứa nhỏ nó hành cầm nguyễn quá. Ủa, nó hành tao. Hành hành khoái phải không? Trời ơi. Cây gì mà không tùm gì trời. Mùa mưa đó, cỏ mọc quá trời luôn. Dừa rồi. Ở đây ở bên đó cây nước mặt là cây chôm chôm. Cây rầm rầm to to là cây chôm chôm. Bên là mấy cái dứa. Bữa trồng mấy cái tre thôi, bữa còn măng chưa? Túc sao hả? Túc sau này nè. Cây chôm chôm hả? Chôm chôm. Đây, cái này chôm chôm này. Cái này là cây chôm chôm. Cây chôm bự quá hả? Ừ. Đây, có trái tre rồi. Đó, măng tre đó, măng tầm vông. Cây tầm vông. Cây tầm vông hả? Ừ. Nó có măng không? Tầm vông á, tầm vông là tầm giống á, đúng rồi đó. Tầm vông á. Tầm vông măng mọc qua trời kìa. Hình như nó đặt ruột quá. Đi sang coi, qua coi. Mà măng nó ăn ngon không? Măng tầm vông là ngon nhất á. Tầm vông là măng ngon á. Ở đó. Cây bên đó là cây tầm vông á. Ồ, cái tầm vông này đặt ruột mà. Ờ. Đánh rồi ta làm à. Gọi là cây tầm vông đó, cái đó đó. Cây đó là lún chết người á. Đúng rồi, đây có măng nè, măng đây nè. Nè măng này măng lên đây. Ờ thấy măng à. Bữa nay mùa mưa măng mọc nhiều mà. Cái này phải có con dao sắn lấy măng mới được. Ừ, cắt được. Rồi. Tới đây là hết rồi đó. Ừ. Tất nhiên là chiều dài của miếng đất này là tới 100 nãy đó là 104 m. 104 m. 104 m. Rộng 20 m. Rộng 20 m. 2000 m2 á. 2000 m2 đúng rồi. Ừ. Thế thôi làm cái nhà đấy cô. Ôi hai vợ chồng già về dạ. Hưởng ăn tiền thu và rồi có mình mảnh đất như cái nhà như vậy thôi, thôi còn muốn gì nữa. Dạ. Trời ơi vậy là quá như là đế vương rồi. Thì đây nhà nào cũng vườn cũng bự bự không à. Quê đấy làng quê mà. Ai cũng làm nhà to to rộng rộng luôn. Thì nói chung thì bây giờ người dân cũng có nhiều việc làm đủ thứ cái chuyện trên đời làm á. Ở đây thì họ trồng mì chú á. Trồng mì. Trồng mì bán về ở đây là ba cái cây chính là cây mì, cây cao su và cây mận câu. Cây những cây đó là đều là xuất khẩu hết á. Mà cái sản lượng họ trồng là sản lượng lớn. Khoai mì nó làm khoai mì để lấy tinh bột phải không? Rồi đúng rồi.
khoai mì trồng để xay ra lấy tinh bột làm thức ăn gia súc, rồi làm bánh kẹo, rồi làm mì gói, đủ thứ chuyện, nói chung là nó làm đủ thứ, làm thực phẩm. Cái củ mì là một cái cây nói chung là bây giờ là rất là giá trị đó. Đặc biệt là Trung Quốc mua rất nhiều để về họ chế biến làm thức ăn gia súc đồ, nên họ mua là mua tính là hàng triệu tấn, chứ phải là không phải là mua ít. Mình đi đường này chú này, đi đường này, đi cái lối này, ở đây có củi đồ nhiều khi trời mà nắng là mình làm bếp. Đây đây, đi đường này này, đây 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 đây, giò hả, rửa hả, ở đây có kho củi này, nơi này nước khắp nơi, có chừng chuối rụng vỡ đâu á, chuối lên đầu kìa, chuối rồi đủ thứ, dừa gì quá trời quá đó chuối. Rồi nó cứ lủng lẳng đây luôn hả, lối này, lối này, đi lối này, đây nhà bếp cũng phải á. Nhà kho, nhà kho. Ồ, có là hai vợ chồng già sao mà nó ở vô là quá trời nhiều vậy trời. Lâu lâu con cháu về, sau này chú gì mà nó dài nó rộng dữ vậy. Đi hoài mệt quá. Đây bây giờ bị nó cơm chiều hả, cơm chiều đó bây giờ đang làm đầu gì đó, ớt Đà Lạt hả. Ừ. Ok thôi, đã chờ nó thôi, tụi con tụi nó về giờ đâu, nó đâu có ăn cơm chiều đâu. Ủa, ăn cơm. Ăn cơm rồi về. Đi trời đi coi chuồng gà, đi coi chuồng gà chú. Hả? Coi chuồng gà. Trời ơi, con gà nữa. Lắm chuyện lắm ở đây, lắm chuyện lắm. Cái chuối này, chuối vườn này loằng quẳng này. Trời ơi, trứng gà này. Đây. Đây. À chuối hả? Chuối. Ờ, đây chuồng gà đấy, thăm chuồng gà đi, thăm mấy bàn gà cái coi. Gà có đây, gà là toàn, khỏi ướt. Quá trời nè. Đây. Gà xây gà cũng sướng không? Gà có nhà ở đã không? Nhiều gà nhiều lắm, mấy chục con lận. Không thằng, mấy trăm con á. Gà nhỏ gà to lên tính ha. Tính gà tàu hay là gà đòi, gà nồi. Gà tre thôi, ở dưới gà vườn đó. Con nào vô chuồng là nó đẻ con ngoài đi. Ý nói là cái con mà loại 1 kg này là có 40 con này. Cái con này là 40 con này. Có 1 kg rồi đó. Có cái loại nhỏ nhỏ này nhiều, nói chung là mấy trăm con đó, tính là tổng là gà to gà nhỏ đó. Quay coi chứ. Đấy cái loại này, cái này cô nói là loại này 1 kg này là con là tết là ăn là vừa. Ừ. Trời, cái trăm, nói chung là tổng số lượng gà này cả trăm con á. Ờ, hàng trăm con á. Đó. Đó làm cái nhà đây chú này, làm cái nhà đó, cái nhà này nuôi gà này. Ừ. Ở trên này là cho nó đẻ trứng này, đây là các cái ổ đẻ trứng này, đấy. Đó đâu chú thấy kìa. Oh, okay, okay. Đó, đó ra kìa, nó ra kìa, đó nó ra kìa. Ừ. Quá chừng luôn. Ừ. Khoái không, khoái không, khoái không. Ừ. Đấy. Cái loại gà này mà nó lớn hết gà khoảng bao nhiêu ký con? 3 kg. 3 kg.